Thưa quý vị, với việc dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát trở lại vào những ngày qua, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố tiếp tục bị ảnh hưởng do thực hiện các chủ trương của thành phố trong công tác phòng chống dịch. Sản xuất nông nghiệp cũng không ngoại lệ, nhất là đối với những vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Là địa phương được quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có diện tích sản xuất lớn nhất trên địa bàn thành phố, xã Hòa Ninh tập trung rất nhiều các khu sản xuất chất lượng cao và quy mô, với lượng nông sản đa dạng phong phú. Chưa kể, riêng việc sản xuất tại gia của các hộ dân cũng đã rất nhiều. Đầu ra của lượng lớn nông sản ở đây đều tập trung xuống các chợ dưới thành phố, hoặc bỏ cho các nhà hàng, quán ăn, các trường học. Vì vậy, khi dịch COVID-19 kéo dài, nghiễm nhiên lượng tiêu thụ càng bị bó hẹp, nông sản ùn ứ khiến nông dân gặp không ít khó khăn. Do tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì đối với lại người nông dân trên địa bàn xã Hòa Ninh thì cũng có gặp một số cái khó khăn nhất định. Tức là về công tác sản xuất thì nó cũng bị ảnh hưởng, bởi vì là vấn đề một số cái sản phẩm là tiêu thụ nó là chậm hơn. Là thứ nhất, cái thứ hai nữa là vấn đề mà nhập một số cái hạt giống phân bón là nó cũng chậm hơn. Thứ ba nữa là đối với lĩnh vực mà chăn nuôi, là trong đó là với những hộ mà chăn nuôi số lượng lớn như gà chẳng hạn là tiêu thụ không được. Bởi vì là tất cả các nhà hàng quán ăn thì họ là chưa cho hoạt động, không cho tổ chức lễ tiệc, vì vậy thì nó ứ đọng lại. Đối với Hòa Ninh thì tình hình sản xuất nông nghiệp sẽ có bị tác động bởi dịch. Hiện nay thì một số cái mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã, mặc dù đã được khôi phục sản xuất nhưng mà cũng chưa được khởi sắc lắm so với trước đây. Trước tình trạng này, Đảng ủy xã đã chỉ đạo mặt trận, các đoàn thể chính trị, nhất là hội nông dân, nghiên cứu các giải pháp tạm thời để hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản trong mùa dịch. Gần đây nhất, hội nông dân xã đã chủ động kết nối với một số đơn vị, các kênh tiêu thụ truyền thống để giúp bà con phân phối một phần nông sản đến với thị trường. Điều này đã giúp giải quyết vấn đề cung cầu, tạo đầu ra ổn định cho hơn 60% nông sản trên địa bàn xã. Trong cái quá trình mà bị ảnh hưởng do dịch bệnh, khó khăn về tiêu thụ thì hội nông dân cũng đã kết nối là vấn đề là hỗ trợ là bao tiêu giá cứu dạng theo cái kiểu dạng giá cứu qua các kênh để là giúp là tiêu thụ lần này, thì cơ bản trên đó thì cũng đã giải quyết được những cái khó khăn của đối với lại sản phẩm nông nghiệp của nông dân. Và cái trong quá trình mà sản xuất mà gặp khó khăn trong vấn đề mà lưu thông thì hội nông dân cũng có tác động với cơ quan chức năng, thì sẽ tạo điều kiện cho các cái đơn vị là lưu thông được sản phẩm hàng hóa, như này thì cũng đã giải quyết được cái cơ bản những cái vướng mắc. Tuy nhiên, do diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn rất phức tạp và dự kiến sẽ còn kéo dài. Vì vậy, cơ cấu lại sản xuất, nhất là chuyển đổi số mới thực sự giúp các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, sản xuất nông nghiệp tại xã Hòa Ninh nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung có thể duy trì ổn định được trong thời điểm hiện nay.